rộng. Xin chào các bạn trở lại YouTube của mình nha. Xin chúc các bạn đang xem video clip mình có một buổi chiều thật là vui vẻ nha mọi người. Và video clip này thì mình sẽ hé lộ cho mọi người về toàn bộ ngoại hình và hiếm kỹ năng và khung avatar của hai trang phục Ryuma Ultraman và trang phục Florentino Ultraman nha anh em. Và trước mặt anh em là ngoại hình của trang phục Florentino Seven nha anh em. Đó, mình hơi giờ học dốt tiếng Anh, đọc hơi kém tiếng Anh một chút thì mọi người thông cảm giúp mình nha. Và trước màn anh em là về ngoại hình của trang phục Florentino của chúng ta đây. Thì skin của Florentino là Florentino Seven nha anh em. Đó, cực đẹp luôn. Và góc bên trái của anh em là khung avatar của trang phục Florentino và trang phục của Ryuma Ultraman nha anh em. Tuyệt vời chưa? Quá là tuyệt luôn anh em ạ, ngoại hình của siêu nhân. Và trang phục là trang phục bậc S cộng nha anh em. Wow, cầm kiếm anh em ạ. Cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Anh em nghe âm thanh đã thấy hấp dẫn chưa? Và sau đây là cái hiệu ứng kỹ năng của trang phục Florentino Ultraman nha anh em. Đây hiệu ứng thường này. Hiệu ứng thường. Đây hiệu ứng thường nha anh em. Tuyệt vời chưa? Chém thường ra màu vàng. Và đây là chiêu 1 này. À chiêu 2 chứ, chiêu 2 quên anh em ơi. Đây hiệu ứng chiêu 2 nha. Tuyệt vời chưa? Quá đẹp luôn anh em ạ. Khá là tuyệt vời. Đó, hiệu ứng thường và hiệu ứng chiêu 2 cũng khá là giống nhau anh em ạ, nó chả khác mấy đâu. Đây là hiệu ứng của chiêu cuối nha. Chiêu cuối này, khi bạn dùng chiêu cuối đúng không, sẽ đặt ra thay vì những bông hoa thành những cái ngôi sao anh em. Và trên đầu thì nó sẽ hiện ra một cái zig zag anh em ạ. Đó, và đây chiêu 1. Wow, chiêu 1 đã với chữ gì đây? Chữ VN này anh em. Cái này mình cũng không nhìn rõ chữ nó là chữ gì anh em ạ. Chắc là cái chữ của Ultraman anh em. Và đây chiêu cuối nè. Chiêu cuối này. Tuyệt vời chưa? Đó, về ngoại hình của siêu nhân. Mình không hiểu tại sao mà đây nó là siêu nhân anh em ạ. Siêu nhân điện quang nha anh em. Bạn nào xem siêu nhân thì bạn ấy biết. Nhưng mà tại vì sao lại không giống siêu nhân mà anh em xem? Tại vì nó liên quan tới những cái bộ phim điện ảnh. Thế nên nó hơi khác một chút. Thế nên anh em thông cảm nha. Hầu như là nó liên quan tới điện ảnh là nhiều anh em ạ. Chứ còn nó không giống siêu nhân lắm đâu. Kiểu như là mấy cái phim Hollywood các thứ ấy. Chứ nó không giống những cái phim hoạt hình anh em hay xem nha. Và sau đây là mình sẽ tua chậm lại cho anh em xem. Đây, ngoại hình áo màu đỏ này. Đầu mọc bạc bạc nha. Hiệu ứng thường. Hiệu ứng thường thay đổi về ngoại hình. Còn đây chúng ta sẽ cầm kiếm chém. Chém. Chiêu 2. Đó, cực kỳ chất lượng luôn. Và bạn nào muốn xem, kiểu như là muốn nghe cái hiệu âm thanh của hai cái trang phục này ấy, thì mình sẽ để ở phía cuối phần video cho anh em xem, để anh em có thể là cái đoạn trước đây mình không nói một cái, mình không bình luận một tí gì vào, để anh em nghe nó một dễ một chút nha anh em. Đó, hiệu âm thanh nó trọn vẹn hơn. Còn mình nói như này thì nó hơi lẫn một chút tạp âm vào, thì chủ yếu là mình bình luận cho các bạn xem trước và mình sẽ lưu cảm nhận của mình trước, xong các bạn sẽ xem sau nha anh em. Và bạn nào thấy hai cái trang phục này đẹp thì các bạn đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh và lượt share ủng hộ mình nha anh em. Và trang phục này anh em sẽ được nhận miễn phí vào ngày mùng 1 tháng 11. Và ngày mùng 1 tháng 11 cho đến ngày 14 tháng 11 hay sao ấy, thì anh em hãy đăng nhập vào game. Anh em hãy làm một số nhiệm vụ để anh em có thể là sở hữu được trang phục Florentino 7 nha anh em. Tuyệt vời anh em ạ, đây chiêu cuối nè. Khá đẹp luôn anh em ạ. Đó, trang phục miễn phí mà anh em không thể nào chê cái trang phục rồi. Và nhiều bạn bảo là trời ơi bây giờ game này cho trẻ con hư, nhưng không phải đâu anh em. Mọi người vẫn chơi được mà anh em. Nhiều khi là game nó phải đổi mới một chút thì nó mới vui. Chứ còn nếu mà cứ giữ nguyên như vậy thì cũng không vui đâu anh em. Nhiều khi nó phải đổi mới một chút. Đấy, thay đổi nha. Hiệu ứng siêu việt các thứ này. Rất giống những trang phục siêu việt khác như Nagrod siêu việt hay Murat siêu việt nha anh em. Mình khá thích những bông hoa của nó anh em nha. Tuyệt vời anh em ạ. Và sau đây là màn hiệu ứng xuất hiện của trang phục Ryuma Ultraman nha, Ultraman nha anh em. Trời ơi, cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Trang phục này thì anh em sẽ không được nhận miễn phí đâu, anh em phải mất một số quân huy. Và trang phục này là trang phục bậc AS nha anh em. Anh em phải bỏ ra một số quân huy để anh em sở hữu trang phục này. Cực kỳ đẹp anh em ạ. Rút điện thoại ra này. Alo. Không biết đây là gọi điện cho người yêu hay là hỗ trợ giúp cứu giúp nữa, không biết anh em ơi. Đây mình nghĩ là người yêu ông này thì chắc đang gọi điện cho người yêu đây. Người yêu gọi anh em ạ. Đang đi chiến đấu người yêu gọi anh em ơi. Và đây là ngoại hình và hiệu ứng kỹ năng của trang phục này trong một trận đấu nha. Hiệu ứng đánh tường thay đổi thành một xanh luôn nha anh em. Wow, mọi người để ý cái nội tại này. Khi mình chém ra cái nội tại không thì sẽ có một cái hiện ra một cái hình tròn bay ra nha anh em. Đấy, cái nội tại. Và đây là chiêu 2 nha anh em. Ui, chiêu 2 đẹp cực kỳ luôn đấy. Và đây chiêu 1. Hiện tại bây giờ cái gói mốt này hình như nó đang bị lỗi sao anh em ạ.
thế nên nó chưa được cái di chuyển nó chưa được đẹp cho lắm anh em ạ, nó hơi thô thiển một chút, không có độ mềm mại anh em ạ, tại vì hình như là nó mốt đang bị hỏng, mất cái hiệu di chuyển anh em ạ. Và đây là chiều cuối nha. Wow, chiều 2 đẹp nhất ấy, mình thấy là chiều 2 đẹp nhất, rõ rệt nhất. Và trang phục này mình nghĩ là trang phục bậc 2S, và anh em sẽ sở hữu tầm khoảng 1.000 cho đến 2.000 con huy nha. Đấy, cũng tầm vậy thôi chứ còn không đắt đâu anh em. Nó rất giống cái trang phục của Kirito và cái gì Asuna đấy thôi anh em ơi, nó đắt hơn một chút. Trời ơi, đẹp dã man luôn đấy. Tội tại này, chiêu 2 này, mình đã tua chậm nhất cho các bạn xem, nhưng các bạn xem nó gọi là dễ dàng nhất nha anh em. Đây chiêu 1 lướt này, tuyệt đẹp chưa. Uấy. Và mọi người cảm nhận gì về trang phục này, mọi người có thể bình luận bên dưới giúp mình nha. Và sau cái đoạn cuối clip ấy, thì mình sẽ không bình luận vào để cho các bạn nghe cái hiệu âm thanh và hiệu kỹ năng một cách toàn diện nhất, để cho mọi người cách trực quan nhất. Và bây giờ mình sẽ dừng lại clip đây và cảm ơn bạn xem hết video clip mình. Và chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo, bye bye. あいにく荒事は私の趣味ではなくてね。 剣術もたしなみ程度のものさ。 ウルトラマンが持ってるのはただの力じゃない。みんなを救いたいという強い気持ちなんだ。 もしもし。 ずっとそのままの君でいてね。 はい、頑張ります。誰にだって言いたくない過去があるものさ。